Âm thanh Đức Hạnh xin kính chào quý vị và các bạn. Rất vui âm thanh Đức Hạnh lại được quay trở lại với quý vị và các bạn, giới thiệu sản phẩm mới về ngày 11 tháng 1 năm 2018. Hôm nay âm thanh Đức Hạnh về được một số cặp loa, và sau đây tôi xin giới thiệu với quý vị và các bạn những cặp loa có mặt tại cửa hàng ngày hôm nay. Cặp loa Kenwood LS990HG có một cặp, mặt bobê. Cặp loa còn rất đẹp. Và tiếp theo cặp loa HTM 100W. Cặp loa Pure CS88A có một cặp, tiếp theo hôm nay về được một cặp Pure CS99A mang FB. Tiếp theo có một cặp loa Pure CS99A không FB. Đây là hàng sản xuất tại Nhật Bản. Hàng FB là sản xuất tại Nhật, xuất Mỹ. Này có hai cặp 99A, một cặp FB, một cặp màng không FB. Tiếp theo Bob 301 Seriva có một cặp. Gân cũng còn nguyên, nguyên zin. Và hôm nay có thêm một chiếc âm ly đời lông. Chiều im bóng
40V. Tiếp theo chiếc âm ly đờ lông 890D đem đồng. Và thêm một chiếc âm ly san xui 707 XDCAT có một chiếc. Bên cửa hàng âm thanh Đức Hạnh thì còn rất rất nhiều các sản phẩm mẫu loa nghe nhạc cho quý vị và các bạn lựa chọn. Mọi chi tiết về sản phẩm quý vị hãy liên hệ với âm thanh Đức Hạnh theo số điện thoại 0948 403 966 hoặc 0989 723 148, giao hàng toàn quốc. Âm thanh Đức Hạnh xin kính chào quý vị và các bạn. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở các clip tiếp theo.